Đội chủ nhà Santa Vigo vừa có được một điểm ở vòng đấu trước khi cầm hòa Rayo Vallecano tại sân khách. Dù vậy, đó không phải là kết quả mà Santa Vigo mong muốn khi họ vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm với vị trí thứ 15 với 11 điểm và chỉ 2 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ tại La Liga mùa này. Tuy nhiên, đây không phải là điều gì quá bất ngờ khi Santa Vigo vẫn thường phải làm quen với cuộc đua trụ hạng trong những mùa dài gần đây. Trong khi đó, Barcelona dường như vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng thời hậu Messi. Sau khi sa thải huấn luyện viên Ronald Koeman, đội bóng xứ Catalan vẫn chưa thể đưa huyền thoại Xavi trở về với sân Camp Nou và hệ quả là tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barca đã để Alaves cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 1 đều ở vòng đấu trước nên đã tụt xuống hạng 9 với vỏn vẹn 16 điểm sau 11 vòng. Còn tại Champions League, Barcelona dù đã đánh bại chủ nhà Dynamo Kiev với tỷ số 1-0 để nhanh nhóm hy vọng đi tiếp vào vòng knock-out, nhưng đó là chiến thắng không mấy thuyết phục của huấn luyện viên tạm quyền Sergi Barjuan cùng các học trò. Chính vì vậy chuyến đi làm khách trên sân Santa Vigo tới đây được dự báo là rất nhiều khó khăn chờ đón Barca. Ở trận này, đội chủ nhà chỉ thiếu vắng tiền đạo Santi Mina vì chấn thương. Tuy nhiên, huấn luyện viên Eduardo Cudet vẫn đang có trong tay chân sút tốt nhất của mình là Iago Aspas, người đã ghi tới 5 bàn trong 6 trận gặp Barcelona gần nhất trên sân nhà. Bên kia sân, danh sách bệnh binh của Barcelona ngày một nhiều hơn, mới đây nhất là trường hợp của Agüero. Tiền đạo người Argentina đã gặp vấn đề về tim trong trận hòa Alaves. Brightwood Pedri, Pique và Sergi Roberto đều không thể ra sân vì các chấn thương khác nhau. Thật bất ngờ khi trong 5 lần chạm trán gần nhất, hai đội đang có thông số đối đầu khá cân bằng với một trận hòa và mỗi đội có được hai chiến thắng. Tuy nhiên, phong độ của Santa đang tương đối tệ hại khi chỉ thắng 1 trên 5 trận gần nhất, còn lại là toàn hòa và thua. Phía bên kia, Barca thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Barcelona đang gặp vấn đề về tâm lý, thiếu sự tự tin và sự hiệu quả trong lối chơi. Dù cho họ luôn biết cách bắt nạt những đối thủ bị đánh giá thấp hơn giống như Santa Vigo. Hơn thế, chất lượng đội hình vượt trội sẽ cho phép Barca có nhiều toàn tính và các cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Với tỷ lệ chấp khá thấp này, cửa trên sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Dù các trận đối đầu giữa Barcelona và Santa Vigo luôn kết thúc với nhiều bàn thắng trong thời gian gần đây, nhưng hiệu suất ghi bàn của hai đội ở thời điểm này là rất thấp, kể cả với đội được đánh giá cao về khả năng tấn công như Barcelona. Tuy nhiên, trước sức ép phải thắng để cải thiện vị trí, đây có khả năng là trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán của thể thao văn hóa, Barcelona sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.